Tại thì tôi là giám đốc đào tạo của công ty cổ phần hệ thống giáo dục MST. Tên của tôi đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Tuyến. Tôi là một người cá tính, thỉnh thoảng hay nói bậy và có những lúc hành xử hơi over một chút vì tôi là một người có cá tính rất mạnh. Tôi cam kết sẽ rèn luyện bản thân mình và chửi bậy đúng chỗ. Nhưng tôi cam kết vẫn sẽ sống là chính mình để phục vụ những người yêu mến tôi. Những anh chị nào và các bạn nào đang có con cấp 2 hoặc là anh chị đi làm đang có nhu cầu học tiếng Anh offline tại trung tâm thì có thể đăng ký trên đường link Google Drive mà em sẽ post lên Facebook, và mỗi một bài livestream chỉ cần giúp em một việc là sau khi kết thúc livestream hoặc trong quá trình livestream thì hãy giúp em chia sẻ livestream này đến nhiều người hơn. Vì trong mỗi một bài giảng của em thì có phần kiến thức rất hay và chắc chắn là có đến 99% trong số các anh chị và các bạn chưa học tiếng Anh chuẩn ở đâu bao giờ sẽ cảm thấy nó vô cùng giá trị. Chúng ta không hô hào rằng vì một cộng đồng người Việt Nam thế nọ thế kia, chúng ta hãy hô hào rằng là nhận được kiến thức giá trị mỗi ngày. Một viên gạch nhỏ cùng viên gạch nhỏ khác cùng viên gạch nhỏ khác sẽ xây nên một bức tường. Sự cố gắng và nỗ lực của bạn mỗi ngày sẽ tạo nên thành quả mà bạn mong muốn nhận được. Hãy nói tôi lựa chọn. Tôi lựa chọn để giỏi tiếng Anh, tôi lựa chọn để chăm chỉ, tôi lựa chọn để cam kết, tôi lựa chọn cái gì tôi lựa chọn. Bạn hãy sống như cách bạn lựa chọn, chứ không phải là em sẽ cố gắng. Not em sẽ cố gắng, do or not do, not try. Làm hoặc không làm không phải là cố gắng, được chưa? Chỉ có là làm hoặc không làm, chứ không dùng từ cố gắng ở đây. Đây là quan điểm của tôi. Thực ra trong những ngày này thì mình luôn làm việc đến 3-4 giờ sáng và mình ăn rất ít. Cái lý do tại sao mọi người hay bảo là tại sao cô gầy, thực ra mình ăn rất ít. Mọi người xem livestream của mình thì có thể là do góc quay cho nên trông mình béo hơn, nhưng thực ra bên ngoài trông mình gầy hơn. Mình ăn vô cùng ít, và những giai đoạn nào mà mình tập trung năng lượng để tăng xông với những mục tiêu mình đã đặt ra thì mình đạt được một cái trạng thái tỉnh thức của não bộ, tức là mệt quá thì ngủ 15 20 phút nhưng vẫn cứ phải học, vẫn cứ phải làm, đạt deadline. Cho nên cày đêm cày hôm để đạt deadline. Thậm chí chính như tối nay bây giờ là 10 giờ 15, thực ra là mình mới vừa về. Mình ăn nhẹ một chút rồi mình lên livestream ngay chứ cũng chưa được ăn tối. Nhưng tôi lựa chọn đồng hành cùng các bạn, tôi lựa chọn mang đến cho bạn những bài giảng miễn phí, tôi lựa chọn livestream miễn phí để chia sẻ kiến thức của mình ít nhất 2 buổi 1 tuần. Tôi lựa chọn làm điều đó vì các bạn, và tôi lựa chọn làm điều đó thay vì lựa chọn ăn. Tôi lựa chọn việc giá trị hơn. Trong chương trình đào tạo của em thì em đừng nói là em sẽ lựa chọn, bởi vì sẽ nó chính là now or never. Ok, now or never, bây giờ hoặc không bao giờ nữa, nên đừng bao giờ nói là em sẽ, được chưa ạ?